Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 5 ngày 3 tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp để đón may mắn cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 3 tháng 10 năm 2024, tức ngày 1 tháng 9 âm lịch, ngày Canh Tý, trực, bình, tốt mọi việc. Tuổi xung ngày, Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần. Tuổi hợp trong ngày, ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và thân thành Thủy Cục. Giờ hoàng đạo, Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Tây Bắc, hướng Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày dự báo năm tuổi túi tiền đầy ấm áp trong ngày thứ năm này sẽ là tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Hợi, tuổi Thìn và tuổi Tuất. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 3 tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, thương quan ngăn trở, người tuổi Tý gặp phải nhiều rắc rối trên phương diện sự nghiệp trong ngày hôm nay. Bạn nên kiềm chế tính nóng nảy của mình để không gây mâu thuẫn với lãnh đạo. Nếu có điều gì không được như ý, bạn nên trình bày quan điểm của mình một cách từ tốn và thuyết phục, như vậy mới có thể thay đổi được tình hình. Còn nếu cứ nóng nảy thì chỉ chuyện bé xé ra to mà thôi. Tuy nhiên, thủy vượng báo hiệu bản mệnh nên chú ý các bệnh liên quan đến xương khớp. Người cao tuổi không nên làm việc quá sức. Trong khi đó, người làm việc văn phòng thì nên chú ý vận động, không nên ngồi quá lâu. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim nên kiềm chế tính nóng nảy của mình để không gây mâu thuẫn với lãnh đạo. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, bạn nên trình bày quan điểm một cách từ tốn và thuyết phục. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, nếu cứ nóng nảy thì chỉ chuyện bé xé ra to mà thôi. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, nên chú ý đến các bệnh liên quan đến xương khớp. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, hãy chú ý vận động vừa sức, ăn uống khoa học. Con số may mắn 8, 0, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu, tam hội giúp sức, người tuổi Sửu có cơ hội gặt hái thành công trong công việc vào ngày hôm nay. Bạn giữ được đầu óc thông minh, sáng suốt nên đưa ra được những quyết định chính xác, tìm ra hướng phát triển phù hợp. Với người làm kinh tế, hôm nay là thời điểm thích hợp để bạn thực hiện hóa các kế hoạch mình ấp ủ bấy lâu. Hãy mạnh dạn làm việc, bạn sẽ sớm thấy kết quả, còn nếu cứ chần chừ do dự thì sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Tiếc rằng thổ khắc thủy, phương diện tình cảm của bạn và người ấy lại không mấy yên bình. Bản mệnh quá cứng đầu, cứng cổ nên không muốn lắng nghe góp ý của nửa kia, quan hệ đôi bên ngày càng căng thẳng. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, có cơ hội gặt hái thành công trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, đưa ra được những quyết định chính xác, tìm ra hướng phát triển phù hợp. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, hôm nay là thời điểm thích hợp để bạn thực hiện hóa các kế hoạch. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, nếu cứ chần chừ do dự thì sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, cứng đầu cứng cổ nên không muốn lắng nghe góp ý của nửa kia. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, xám, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần, thủy sinh mộc, đào hoa nở rộ trong vận trình tình cảm của người tuổi Dần trong ngày hôm nay. Người độc thân có thể vô tình gặp được người phù hợp, hai người chỉ vừa tiếp xúc mà như đã quen biết từ lâu. Với người có đôi có cặp, hai bạn hóa giải được những hiểu lầm tồn tại từ trước đó. Thông qua quá trình trò chuyện, đôi bên cũng hiểu thêm về những suy nghĩ của nhau, bao dung cho những lỗi lầm của nhau. Thiên tài che chở, con đường tài lộc của người tuổi Dần cực kỳ hanh thông. Bạn có thể bất ngờ nhận được khoản lời lãi từ những mối đầu tư nằm im trước đó. Có tiền trong tay, bạn cũng có thể tham khảo thêm những mối đầu tư đáng tin cậy khác. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, có thể vô tình gặp được người phù hợp trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, bạn hóa giải được những hiểu lầm tồn tại từ trước đó với nửa kia. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, vợ chồng bao dung cho những lỗi lầm của nhau. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, bất ngờ nhận được khoản lời lãi từ những mối đầu tư nằm im trước đó. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, có thể tham khảo thêm những mối đầu tư đáng tin cậy khác. Con số may mắn 6, 2, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi.
Tử vi tuổi Mão, dưới sự ảnh hưởng của cục diện tương hình, người tuổi Mão nóng nảy nên mâu thuẫn với hết người này đến người khác. Cách hành xử thiếu khéo léo khiến các mối quan hệ bạn tốn công gây dựng đều bị ảnh hưởng. Nếu là người làm lãnh đạo, bạn không nên gây khó dễ cho nhân viên của mình. Muốn công việc nhóm đạt được kết quả tốt, bạn cần có cách để khơi dậy tinh thần làm việc của cấp dưới. Thủy sinh mộc, may mắn là phương diện tình cảm của bản mệnh lại rất êm đềm. Con giáp này là người biết chăm lo cho người thân và nhà cửa, không ngại hy sinh hay dành những điều tốt đẹp nhất cho người thân. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy, nóng nảy nên mâu thuẫn với hết người này đến người khác. Tử vi tuổi Đinh Mão, hỏa, cách hành xử thiếu khéo léo khiến các mối quan hệ đổ vỡ. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ, lãnh đạo không nên gây khó dễ cho nhân viên của mình. Tử vi tuổi Tân Mão, mộc, bạn là người biết chăm lo cho người thân và nhà cửa. Tử vi tuổi Quý Mão, kim, không ngại hy sinh hay dành những điều tốt đẹp nhất cho người thân. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu, quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, tam hợp giúp sức, người tuổi Thìn xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Mọi người cùng hợp sức để hoàn thành những công việc chung. Người làm kinh tế có thể tìm ra hướng đi phù hợp với khả năng của mình. Chính vì vậy, bạn không cần quá vất vả mà vẫn có tiền về đầy túi. Bạn cũng dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Thổ khắc thủy, chuyện tình cảm của bản mệnh lại không được thuận lợi như ý muốn. Có lẽ công việc bận rộn đã vô tình khiến bạn trở nên thiếu quan tâm tới người thân. Hãy tìm cách cân bằng quỹ thời gian của mình. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hỏa, xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Bính Thìn, thổ, mọi người cùng hợp sức để hoàn thành những công việc chung. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, người làm kinh tế có thể tìm ra hướng đi phù hợp với khả năng. Tử vi tuổi Canh Thìn, kim, chuyện tình cảm lại không được như ý muốn của bản mệnh. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, công việc bận rộn đã vô tình khiến bạn trở nên thiếu quan tâm tới người thân. Con số may mắn 5, 4, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thiên quan gây rối, người tuổi Tỵ sẽ có một ngày làm việc với nhiều khó khăn. Bạn nên giữ vững lập trường của mình, không nên tin vào lời bàn ra tán vào của người khác. Hãy dùng sự thật để chứng minh bản thân. Với người vừa bước chân vào một lĩnh vực mới, bạn nên chú ý lắng nghe kinh nghiệm của mọi người xung quanh và bổ sung vào kho tàng kiến thức của mình. Đừng nên cứng đầu cứng cổ làm mọi việc theo ý mình. Thủy khắc hỏa, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng chẳng mấy yên bình. Con giáp này thiếu quan tâm đến suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia, khiến đối phương cảm thấy không được tôn trọng. Tranh cãi giữa đôi bên ngày càng gay gắt. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, giữ vững lập trường của mình, không nên tin vào lời bàn ra tán vào. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, hãy dùng sự thật để chứng minh bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, nên chú ý lắng nghe kinh nghiệm của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, thiếu quan tâm đến suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, tranh cãi giữa đôi bên ngày càng gay gắt. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, Tí Ngọ tương xung, người tuổi Ngọ không nên đưa ra những quyết định quá vội vàng trong công việc. Có lẽ bạn nên thay đổi góc độ quan sát vấn đề để có cái nhìn chính xác hơn về mọi việc. Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay bạn cần hạn chế mâu thuẫn với khách hàng và đối tác. Chuyện bé xé ra to chỉ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn và khiến doanh thu sụt giảm mà thôi. Thủy khắc hỏa, phương diện tình cảm của bản mệnh cũng có nhiều điều không như ý. Bạn không nhận ra được những hy sinh của người ấy khiến đối phương cảm thấy bị tổn thương. Có lẽ bạn cần tinh tế hơn trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, không nên đưa ra những quyết định quá vội vàng trong công việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, có lẽ bạn nên thay đổi góc độ quan sát vấn đề. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, hôm nay bạn cần hạn chế mâu thuẫn với khách hàng và đối tác. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, chuyện bé xé ra to chỉ gây ảnh hưởng đến danh tiếng và doanh thu của bạn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, bạn không nhận ra được những hy sinh của người ấy. Con số may mắn 6, 0, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường tím, đỏ, quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, tương hại chiếu mệnh, người tuổi Mùi không nên tin tưởng người khác quá mức dễ dàng trong thời điểm này. Trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng cần chú ý kiểm chứng thông tin, chớ nên nghe theo người khác một cách mù quáng.
người làm kinh tế phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt đến từ đối thủ. Con giáp này cần giữ vững lập trường và vị thế của mình trên thị trường, chớ bị dao động bởi những chiêu trò của người khác. Thổ khắc thủy, bạn và nửa kia nên thẳng thắn hơn trong mọi chuyện. Nếu có bức xúc thì nên chia sẻ với nhau, chứ đừng để nảy sinh bất mãn trong lòng. Những mâu thuẫn sẽ âm ỉ, khiến quan hệ đôi bên dần xa cách. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, không nên tin tưởng người khác quá mức dễ dàng. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cần chú ý kiểm chứng thông tin. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt đến từ đối thủ. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, bạn và nửa kia nên thẳng thắn trong mọi chuyện. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, những mâu thuẫn âm ỉ sẽ khiến quan hệ đôi bên dần xa cách. Con số may mắn 9, 6, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, nâu, xám, quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, Tỷ Kiên cản trở, người tuổi Thân thích làm mọi việc theo ý mình. Tuy nhiên, nếu đã làm việc trong tập thể thì bạn nên tuân theo quy định của tập thể, đừng làm mọi việc một cách tự do, dễ gây ra phiền phức cho người khác. Với người làm lãnh đạo, bạn không nên tự coi mình là nhất và bỏ qua quan điểm của nhân viên cấp dưới. Có thể những người làm việc trực tiếp sẽ có những cái nhìn thực tế và chính xác hơn bạn đấy. Kim sinh thủy, phong thái tự tin và cởi mở giúp người độc thân thu hút được nhiều ánh nhìn. Bạn cũng thẳng thắn với tình cảm của mình và sẵn sàng tìm cách làm quen với người mình có thiện cảm. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, nếu đã làm việc trong tập thể thì bạn nên tuân theo quy định của tập thể. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, đừng làm việc một cách tự do, dễ gây ra phiền phức cho người khác. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, không nên tự coi mình là nhất và bỏ qua quan điểm của nhân viên cấp dưới. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, phong thái tự tin và cởi mở giúp bạn thu hút được rất nhiều ánh nhìn. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, sẵn sàng tìm cách làm quen với người mình có thiện cảm. Con số may mắn 7, 1, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, tử vi hàng ngày thấy tương phá gây họa, người tuổi Dậu không nên đưa ra những quyết định trọng đại trong ngày hôm nay. Bạn cần thời gian để kiểm chứng thông tin và chuẩn bị thêm các yếu tố nhân lực, vật lực cho mình. Nếu đang có tiền trong tay, bạn cũng nên giữ thật kỹ, chứ đừng tin theo lời rủ rê lôi kéo đầu tư hoặc mua bán hàng giảm giá từ người không quen biết. Bạn có thể tự đẩy mình vào cảnh hao tài tốn của đấy. Kim sinh thủy, may mắn chuyện tình cảm đem tới cho bản mệnh nhiều niềm vui. Nửa kia của bạn là người biết lắng nghe và thấu hiểu. Vì vậy, nếu gặp chuyện gì khó xử thì đừng ngại tâm sự với đối phương. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, không nên đưa ra những quyết định trọng đại trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, bạn cần thời gian để kiểm chứng thông tin. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, nếu đang có tiền trong tay, bạn cũng nên giữ thật kỹ. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, đừng tin theo lời rủ rê lôi kéo đầu tư hoặc mua bán hàng giảm giá. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, nửa kia của bạn là người biết lắng nghe và thấu hiểu. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, bạch kim, xám, quý nhân phù trợ, Tị, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, thiên ấn dẫn đường, người tuổi Tuất gặt hái được thành công trong công việc vào ngày hôm nay. Bản mệnh biết thể hiện điểm mạnh của mình đúng lúc, đúng chỗ nên có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho lãnh đạo. Với người tham gia học hành, thi cử, bạn duy trì được đầu óc sáng suốt nên phát huy được vốn kiến thức của mình. Rất có thể bạn sẽ được chọn vào vị trí mà mình đã mơ ước từ lâu. Chuyện tình cảm nhìn chung khá yên bình, nếu có thời gian rảnh, hai bạn nên ở bên nhau nhiều hơn. Hai người cùng làm những việc đơn giản, cùng trò chuyện những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày với nhau cũng giúp tình cảm thêm phần gắn kết. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, gặt hái được thành công trong công việc vào ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, biết thể hiện điểm mạnh của mình đúng lúc, đúng chỗ. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, duy trì được đầu óc sáng suốt nên phát huy được vốn kiến thức của mình. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, bạn sẽ được chọn vào vị trí mà mình đã mơ ước từ lâu. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, nếu có thời gian rảnh, hai bạn nên ở bên nhau nhiều hơn. Con số may mắn 5, 0, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, cam, quý nhân phù trợ Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hôm nay, tam hội nâng đỡ, người tuổi Hợi lọt vào mắt xanh của quý nhân. Đối phương có thể truyền cho bạn nhiều kiến thức hữu ích hoặc giới thiệu cho bạn nhiều cơ hội phát triển đáng quý. Với người làm kinh tế, con giáp này có thể gặp được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay. Đôi bên hợp tác ăn ý nên mọi việc đều suôn sẻ, thậm chí tiền kiếm được còn chảy vào túi nhiều hơn dự kiến.
bạn cần chú ý đến việc hâm nóng tình cảm với nửa kia. Hai người nếu ai cũng chỉ quan tâm đến việc của bản thân thì quan hệ đôi bên sẽ dần xa cách, thậm chí tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, quý nhân có thể truyền cho bạn nhiều kiến thức hữu ích. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, có người muốn giới thiệu cho bạn cơ hội phát triển đáng quý. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, có thể gặp được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, tiền kiếm được còn chảy vào túi nhiều hơn dự kiến của bạn. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, bạn cần chú ý hơn đến việc hâm nóng tình cảm với nửa kia. Con số may mắn 2, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh lam, quý nhân phù trợ, Tý, Sửu, Mùi. Đánh giá tử vi ngày 3 tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Tuất, tuổi Dần, con giáp nào với nhiều rắc rối nhất? Tuổi Ngọ, Tý, Tỵ. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch ngày tốt nhé!